Xin chào quý ông bà và toàn thể anh chị em đang theo dõi kênh youtube lời yêu thương của Tổ đoàn Tông Đồ Giáo sĩ Nhà Chúa Miền Hải Ngoại Hôm nay Chủ nhật thứ 30 mùa thường niên năm a Bài tin mừng được trích trong Matthew 22 từ câu 34 đến câu 40 Nói về trách nhiệm của chúng ta Đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân Xin Chúa Thân Thần giúp cho chúng con biết lắng nghe, đón nhận, yêu mến và sống lời yêu thương của Chúa hôm nay. Nhân danh cha và con và Thánh Thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người pha ri họp nhau lại. Rồi một người Thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy." là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật môi xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều ấy. Chào quý cụ quân bà và toàn thể anh chị em. Tin mừng tuần trước, chúng ta thấy được mưu tả về cái sự mưu mô của nhóm Pharisee tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu. Đó là bằng cách đặt ra một câu hỏi đầy thách thức về thuế, đó là đóng thuế hay không đóng thuế. À, nhóm này là họ tìm cách là thứ nhất là thể hiện mình là những người ngay thẳng về mặt đạo đức. Và họ thừa nhận sự công bình của Chúa Giêsu và khả năng giảng dạy lẽ thật theo đường lối của Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý định thực sự của họ vẫn là gài bẫy Chúa Giêsu và làm mất uy tín của Ngài. Rồi người siêu thân thì thân giáo quyền do thái là những người do thái yêu nước và coi trọng lề luật Chúa. Họ dò xét xem Chúa Giêsu có làm gì trái với lòng yêu nước và trái với lề luật không. Những người này cùng với nhóm chính trị nổi tiếng ủng hộ vua Herodê và chính quyền La Mã à, cũng đến dò xét xem Chúa Giêsu có chống đối nhà vua hay không. Hai cái nhóm liên minh này liên kết với nhau, thì nó thu hẹp cái khoảng cách giữa các thế lực chính trị và tôn giáo, nêu bật mối quan tâm chung trong việc đối đầu với Chúa Giêsu vì sự ảnh hưởng rộng lớn của ngài đối với dân chúng. Câu hỏi của họ được xoay quanh vấn đề đó là nộp thuế và điều tra dân số cho Caesar. Khi đưa vấn đề thuế ra hỏi, thì người Pharisee hy vọng là đặt Chúa Giêsu vào tình thế là tiến thoái lưỡng nan. Trả lời đằng nào cũng dính bẫy hết. Nếu Chúa Giêsu nói rằng việc nộp thuế là hợp pháp, ngài có thể bị môn đồ và dân chúng xa lắn vì dân chúng ai cũng coi thường với sự cai trị của La Mã thời bây giờ. Mặt khác, nếu Chúa Giêsu tuyên bố việc đóng thuế là không hợp pháp, thì Ngài có thể bị coi là người chống lại chính quyền La Mã và sẽ gặp rắc rối với chính quyền này. Chúng ta thấy thì quý bà và anh chị em Hết nhóm này đến nhóm khác Tìm cách chống đối Chúa Giêsu Vì sự ảnh hưởng của Ngài trên dân chúng Rồi tới nhóm sa đốc Cũng không ngoại trừ Nhưng đã bị Chúa Giêsu làm cho phải câm miệng à Như bài tin mừng có nhắc đến ngày hôm nay Là bởi vì nhóm này chủ trương là Không có sự sống lại Nên đã tìm cách hỏi để gài bẫy Chúa Giêsu Và đưa ra một cái thí dụ đầy thách thức Họ trình bày về luật của Moses đó là à, người chồng mà chết thì em chồng phải lấy cái người chị dâu để làm vợ để sinh con nối dòng. Thì thì câu chuyện chúng ta được nghe à, trước cái bài phúc âm này đó là về vấn đề nhà kia có bảy anh em trai, rồi người anh cả lấy vợ rồi chết và không để lại người con nào cả. Ê, vì vậy mà người vợ phải lấy cái người em trai kế tiếp rồi gia đình này có bảy người anh em, rồi tất cả bảy anh em lấy cô này cũng rồi lần lượt rồi chết, rồi cô này cũng chết. Thế thì vấn đề được đặt ra ở đây là họ đang gảy bẫy Chúa Giêsu về vấn đề cái ngày mà khi mà họ sống lại trong ngày tận thế đó, thế thì cái người vợ này sẽ thuộc về ai, thuộc về người em cả hay là người em út hay là thuộc về ai đây? bởi vì là cả bảy người đã lấy cô ta làm vợ đức giê xu đã trả lời các ông lầm vì không biết kinh thánh cũng chẳng biết quyền năng thiên chúa quả thế trong ngày sống lại người ta chẳng lấy vợ lấy chồng nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời thờ phượng thiên chúa và hạnh phúc viên mãn với người nghĩa là con người sống ở trần gian này đã tìm hạnh phúc bởi vì có nhau Cần có nhau, sống có nhau. Hạnh phúc tìm được ở nơi nhau. Nhưng mà Chúa Thị Sư nói rằng là cái ngày tận thế, cái ngày mà sống lại thì tất cả mọi con người hạnh phúc vẫn có. Nhưng là giống như thiên thần là trở về với cái nguồn hạnh phúc để được hướng chọn cái hạnh phúc đó. Có lẽ chúng ta nói tới hạnh phúc thì chúng ta con người mà không hiểu được hạnh phúc đích thực đâu. Không hiểu được cái nguồn hạnh phúc là như thế nào đâu. Nhưng chúng ta chỉ thấy hạnh phúc ở trần gian này giữa con người với nhau Giữa những gì cho cuộc sống hàng ngày Hay Vì vậy mà Chúa phán câu đó là Các ông không biết kinh thánh Và cũng chẳng biết quyền năng của Thiên Chúa Thế thì hôm nay chúng ta đi vào bài phúc âm của ngày hôm nay Để chúng ta thấy rằng là Quyền năng của Thiên Chúa muốn nói tới là điều gì Và cái hạnh phúc đó như thế nào đấy Đây chúng ta trở lại với bài phúc âm Chúng ta thấy nhóm siêu họp nhau lại Rồi tìm cách gãy bẫy Chúa Giêsu cái nhóm này thì à, giữ luật này hiểu luật này và giải thích luật cho dân chúng thế thì luật họ đang giữ là ở đâu ra thưa là do thiên chúa ban cho tiên tri môi xê và môi xê đã cho ghi chép lại để truyền lại cho dân tộc của mình những luật này chủ yếu được tìm thấy trong năm cuốn sách đầu tiên của kinh thánh mà chúng ta được gọi là ngũ kinh. À, năm cuốn sách đó gồm sách sáng thế này, sách xuất hành này sách lê vi này sách dân số này và sách đệ nhị luật à, năm cuốn sách này à, là nền tảng để mà à, chúng ta thấy được tất cả các luật nằm trong đó và chính thiên chúa là người đã nói cho moshe để viết xuống đó thì chúng ta thấy à, cái luật đó cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều tôn giáo khác nhau thế thì luật này bao gồm nhiều chủ đề khác nhau các nghi lễ tôn giáo rồi các hành vi đạo đức công bằng xã hội các vấn đề về dân sự rồi họ vặt ra các cách thờ phượng thiên chúa đó là dân của lễ và giữ các lễ hội và ngày thánh khác nhau luật này cũng cung cấp cho các hướng dẫn về các hành vi cá nhân chẳng hạn như cấm giết người cả cấm trộm cắp rồi cấm khai gian Đấy, nhiều lắm chúng ta có thấy từ cung bà và anh chị em những luật này nhằm hướng dẫn người Israel trong cuộc sống hàng ngày, tạo ra một cái xã hội công bằng, hài hòa, dựa trên sự tôn kính Thiên Chúa và tôn trọng người khác. À, chúng ta được coi à, là à, giao ước giữa Thiên Chúa và dân tộc Israel nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin, sự vân phục và sự công bình. Đấy, chúng ta thấy là thế thì luật thiên chúa ban xuống rồi con người học hỏi để sống cái luật đó để giữ được cái niềm tin của mình sự vung phục thiên chúa và sống công bình với nhau đây là cái điều quan trọng mà thiên chúa đã để lại cho con người và luật đó đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục được sống ở nơi trong trái tim của mỗi con người chúng ta như vậy mặc dù là luật mua xe ban đầu được ban hành cho dân tộc do thái xưa nhưng luật này vẫn tiếp tục, hàng vẫn tiếp tục và cho chúng ta sống được ngày hôm nay. Luật này giúp cho chúng ta sống đạo đức, à, sống công bình và phục vụ lẫn nhau một cách tôn trọng nhau, rồi giúp cho nhau sống tốt hơn. Luật mà chúng ta đang nói tới được coi là một di sản đạo đức và à, di sản và là một cái tinh thần rất là quan trọng à, tiếp tục à, truyền tải cái niềm tin cho con người và thực hành các cái điều luật của Thiên Chúa ban cho. Chính những điều luật này giúp cho con người đi sâu vào trong tâm hồn của mình. Bởi vì Thiên Chúa ban luật mà con người biết giữ luật thì luật của Thiên Chúa ban thì chúng ta lại được liên kết với Thiên Chúa. Chính vì vậy mà trong đời sống thiêng liêng của con người chúng ta luôn thấy được thao thúc bởi luật của Thiên Chúa, bởi tìm kiếm Thiên Chúa bởi tìm về những điều chân thiện mỹ mà con người được hưởng ở trần gian này bởi vì luật này là chính thiên chúa ban cho quan trọng quý trọng và chúng ta phải tôn trọng thì lúc đó chúng ta mới thấy luật sẽ giúp cho chúng ta sống hoàn hảo hơn như vậy thưa quý bà và anh chị em dân tộc do thái thời bấy giờ hay nói đúng hơn cho đến ngày hôm nay. Họ phải giữ tới 613 điều luật khác nhau và trong đó có 248 điều luật phải làm và phải thực hiện trong cuộc sống. À, chúng ta thấy như là phải thờ phượng Thiên Chúa này, rồi là phải kể cả rửa tay trước khi ăn uống này, rồi nhiều cái luật khác tương tự và họ cũng có 6 à, 365 điều cấm. À, chẳng hạn như là cấm làm việc trong ngày Sa-bát này. À, không là cấm thờ ngẫu tượng này nhưng mà phải trở về với thiên chúa ha không được thờ ngẫu tượng rồi như trong bài đọc 2 có nhắc tới điều đó cũng như không được ngược đãi người ngoại kiều này không được ức hiếp mẹ quá con côi này như bài trong bài đọc 1 trong sách xuất hành của chủ nhật này như vậy thì cũng bà và anh chị em một số điều luật như vậy nhưng đâu là điều quan trọng nhất đó là vấn đề mà họ luôn cân nhắc. À, nên khi họ mới tới hỏi Chúa Giêsu thưa thầy, trong sách luật Môi-se, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Câu hỏi này được đặt ra bởi một học giả luật trong nhóm pha đi siêu Điều răn trọng nhất đó. Họ cố ý hỏi để gài bẫy, bởi vì một cái số luật quá lớn như vậy và đâu là điều trọng nhất đây, đâu là điều mà Chúa Giêsu có thể tóm lại để cho con người hiểu được, chính họ cũng cảm thấy lẫn lộn bởi vì nếu mà luật như vậy thì họ phải giữ, phải không ạ? yêu người như chính thân như chính mình thì họ phải giữ thì thì rõ ràng họ phải thay đổi cuộc sống của họ chứ, nên họ đã gài Chúa Giêsu xem Chúa Giêsu trả lời thế nào. thì thì chính Chúa Giêsu đã dùng chính cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa và lòng nhân từ của Thiên Chúa để mà cho con người thấy được đâu là chìa khóa con người cần phải sống đâu là luật con người cần phải giữ và khi người Phaoliêu yêu cầu Chúa Giêsu chỉ ra cái điều răn trọng nhất trong luật thì Chúa Giêsu không có của chất ông không có nói rằng ông là người giữ luật ông là người hiểu luật ông là người dạy luật mà ông không biết gì cả không Chúa Giêsu không có nói cái điều đó cho họ nhưng chư Giêsu rất từ tốn không ạ khiêm tốn và ngài trả lời với họ rằng ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng hết linh hồn hết trí khôn đây là điều răn trọng nhất và điều răn này phải đòi hỏi chúng ta phải ưu tiên Chúa và dồn hết lòng của mình hết linh hồn hết trí khôn để yêu mến ngài Yêu tiên trên hết mọi sự. Đây là nền tảng cho mọi hành động và quan điểm của chúng ta trong cuộc sống. Ở đây Nói tới cái điều này chúng ta thấy con người ngày nay chúng ta thực sự là khó phải không ạ? Yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Khó quá. Nhưng mà đụng tới cái đồng tiền của tôi là chết. Rõ ràng là chúng ta yêu tiền trên hết mọi sự. Kể cả mạng sống chúng ta sẵn sàng thí mạng sống của mình để vì cái đồng tiền. Thí cái dân dự của mình là người công giáo để mình bảo vệ cái đồng tiền đấy Ê, nhưng mà cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy à, thực sự nhiều khi con người chúng ta đi nhà thờ nhưng mà à, chúng ta lại coi cái tôi của chúng ta cao hơn à, mọi sự vì vậy mà ai đụng tới là chúng ta tìm cách chúng ta à, xử người khác theo ý của mình thế thì cái nền tảng của chúng ta đang bị lung lay đó nếu mà chúng ta không có yêu mến chúa trên hết mọi sự à, hết tâm hồn hết trí khôn ở đây nghĩa là muốn nói rằng chúng ta làm cái gì chúng ta cũng nhớ tới chúa à, chúng ta nghĩ cái gì chúng ta cũng nhớ tới chúa rồi chúng ta có giúp đỡ anh chị em chúng ta cũng nhớ tới chúa thì có như vậy thì thiên chúa được ở với chúng ta thì có như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang sống với chúa đấy Sống đầy sống thần linh với Chúa Chứ không phải là chúng ta chỉ có sống Trên đạp đất rồi chỉ có đồng tiền nhét túi Và danh vọng đầy trong người của mình Để mà rồi mình chỉ có hơn thua với nhau Ủa lắm thưa quý bà và anh chị em Rồi tuy nhiên Chúa Yêu Sư cũng nhấn mạnh rằng Yêu thương người Thân cận như chính mình Đây cũng là một điều Quan trọng giống như cái điều kia Mà Chúa Giêsu nói thế cái điều này gọi là chúng ta phải đối xử với nhau một cách công bằng à, thật là tốt và tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau nữa. nếu không có tình yêu thương và sự quan tâm chân thành dành cho người khác, thì mọi hành động và nỗ lực của chúng ta đều trở nên vô nghĩa trước mặt Chúa, trở nên vô nghĩa và chính sau này thánh doan giải thích trong thư của ngài và cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không thể yêu mến nghĩa là chúng ta không thể yêu mến thiên chúa vô hình cái thời của chúng ta đây và nếu mà chúng ta không thương anh em mình là những người đang hiện hữu với chúng ta đây thì chúng ta không thể yêu mến thiên chúa được đâu những người vợ chồng anh chị em con cái những người chung quanh mà chúng ta lại không thể yêu thương họ được thì làm sao chúng ta có thể yêu thương thiên chúa là đứng gọi là vô hình chúng ta không thể thấy được đức tin giúp cho chúng ta biết thiên chúa hiện hữu đó đức tin giúp cho chúng ta phải yêu mến thiên chúa đó và con người chung quanh đây chúa nói đó yêu thương hay làm việc cho một chỗ kẻ đây ở chung quanh ta đây đó là làm cho chính chúa Đấy, Chúa khẳng định điều đó cho chúng ta đó. Cho nên, từ cùng bà và anh chị em, chính Chúa Giêsu đã quả quyết điều răn trọng nhất trong lời luật. ha Đó là mến Chúa và yêu người. Và tất cả những điều này là những điều răn trong lời luật và các tiên tri đều tùy thuộc vào trong hai cái điều răn này. Bởi vì bản chất của cuộc sống con người không chỉ đơn thuần là đạt được thành công về một số vật chất nào đó. Nó tồn tại trong việc xây dựng những mối quan hệ chân thành, thể hiện tình yêu và sự quan tâm đối với Thiên Chúa và những người chung quanh. Quan trọng nhất là đối với Thiên Chúa và những người chung quanh. Chứ không phải là của cái vật chất hay cái danh vọng chúng ta đang có đâu. Vì vậy thưa quý bà và anh chị em, Tại sao ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn? Có bao giờ quý bà và anh chị em hỏi Chúa như vậy không? Tại sao con phải yêu mến Chúa hết lòng? Nếu mà Thiên Chúa nói trong thâm tâm của chúng ta thì Chúa cũng chỉ nói có một câu thôi Bởi vì ta yêu thương con trước Bởi vì ta yêu thương con, ta thí mạng sống cho con đó Nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào đây? thưa là bởi vì chính Thiên Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất trên trần gian này của Thiên Chúa đó, ban cho Thiên ban cho chúng ta. Ngài đã yêu thương đến nỗi đã ban luôn cả chính người con một yêu dấu của Ngài cho chúng ta nữa. Và Ngài tiếp tục tìm lại ở lại với chúng ta từng ngày ở nơi bí tích thánh thể, ở trong lòng giáo hội, ở nơi các bí tích mà chúng ta đón nhận. Và chỉ mình Thiên Chúa xuống thế làm người thì người thì con người mới được đưa về với Thiên Chúa được mà thôi. Thánh Augustino đã khẳng định điều đó. Vì chính Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Và Thánh Gioan đã khẳng định trong tin mừng của Ngài, không có Ngài thì không có gì hiện hữu và không có Ngài thì không có sự sống. Vì vậy sự hiện hữu của chúng ta, sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa ban cho. Vậy ta có phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí không? Hết trí không được không? Được đấy. Bởi vì tất cả cái gì của chúng ta là thuộc về của Thiên Chúa. Hãy yêu thương Ngài đi. Tất nhiên là phải yêu mến Thiên Chúa với tất cả sức lực của chúng ta rồi. Bắt đầu yêu mến Thiên Chúa đi. Yêu mến nhiều nữa đi, từ quý bà và anh chị em. Rồi cái câu tương tự cũng vậy. Tại sao ta phải yêu thương người thân cận như chính mình? Thưa là vì người công giáo chúng ta có đức tin và chính đức tin giúp cho chúng ta khám phá ra ta là ai. Và nhận ra chính mình và những người khác. Vì không ai có thể hiểu biết về chính mình khi chỉ biết về mình mà thôi. Chúng ta cần những người chung quanh. Chúng ta được tạo dựng là công sự tương quan với nhau vì không ai là một hoàn đảo Phải không ạ? Cho nên chúng ta sống tương quan với nhau Vì thế ý nghĩa riêng của con người Nhiệm vụ của ta trong cuộc đời Sự tiến bộ trong cuộc sống Và tiềm năng của ta được mở ra Trong khi ta gặp gỡ những người thân cận Chúng ta gặp gỡ Chúng ta đối thoại Và chúng ta sống với nhau như vậy đó Thì chúng ta mới biết Con người của chúng ta là ai vì vậy chúng ta cần anh chị em Vì vậy chúng ta phải yêu thương nhau Như chính mình là vậy Từ bài học này Thưa quý bà và anh chị em Chúng ta hãy nhớ rằng Tình yêu và sự quan tâm chân thành Đối với Thiên Chúa Và với những người chung quanh Là những yếu tố cần thiết Trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta hãy cố gắng đặt Chúa lên trên hết mọi sự Và yêu thương anh em Như chính mình Thực sự là khó Nhưng ít nhất chúng ta không đặt chúa lên trên hết thì chúng ta hãy đặt chúa trong trái tim của chúng ta để chúng ta yêu thương chúa đi không dám yêu thương anh em như chính mình thì ít nhất yêu thương anh em như là anh em đáng được yêu thương đi Con cũng thường nhắc với anh em khi mà dạy học cho anh em thì cũng thường nhắc với anh em rằng khi mà chúng ta yêu thương anh em không được đó thì anh em cũng đừng có làm hại anh em đừng có làm hại nhau khi không thể yêu thương được nhau thì đừng có làm hại nhau vì vậy, Chúa còn đòi hỏi cao hơn nữa phải yêu thương anh em như chính mình đấy. nên Chúa yêu người thì cũng bà và anh chị em là giới luật Chúa truyền chúng ta phải giữ. Điều này thách thức chúng ta thật lớn. Và Chúa đã cần nhắc cho chúng ta rằng tin vàn hay tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của người trước. Còn tất cả những thứ khác thì Thiên Chúa sẽ ban cho sau. Trong tin mừng mắt theo, ở chương 6 có nhắc chúng ta điều đó đó tiên vàng phải tìm Thiên Chúa trước và những thứ khác Chúa ban cho sau. Lạy Chúa, xin giúp cho con biết tìm kiếm Chúa khi con còn thời gian và giúp con biết tìm kiếm Ngài khi Ngài còn cho gặp để con được yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính mình con. Amen. Tìm chúa khi ta còn thời gian hãy tìm kiếm người khi người còn cho gầm đời người là chuỗi ngày lựa tròn ta chọn yêu thương hãy ta chọn ghen ghen người ơi đừng có mang hận còn một đời sống là tình yêu tiền vàng hãy tìm kiếm nước chúa và sự công chính của người luôn mãi hãy tìm kiếm chúa khi ta còn thời gian hãy tìm kiếm người khi người còn cho đời người là chuỗi ngay về nguồn đi tìm hy sinh quan tâm và yêu mến đời ta được chúa thương thật nhiều bán tặng một điều sống vì tình thiên vâng, phần hãy tìm kiếm nước chúa và sự công chính của người luôn mãi hãy tìm kiếm chúa khi ta còn thời gian hãy tìm kiếm người khi người còn cho gần đời người liên kết trong hiện tại Sống vì yêu thương, đưa ta vào hạnh phúc Từng giây, từng phút trong cuộc đời Xin chọn một mình, Chúa là tình yêu Vì đời người không là bề khổ Nhưng là chuỗi ngày của yêu thương vì tình yêu xóa tan hận thù vì tình yêu cất đi khổ nhục vì tình yêu là thiên chúa